Chào anh chị em, một lần nữa chúng ta lại gặp nhau. Tôi linh mục John Bautista Nguyễn Minh Hùng, chánh xứ giáo xứ Thánh Tuân đây. Hôm nay chúng ta sẽ có một chuyến rao đi tới một địa điểm mới hoàn toàn, đó là nhà thờ Thánh Phaolô ở huyện Tân Phú Trung của tỉnh Tiền Giang, thuộc giáo phận Mỹ Tho. Nơi đây tôi nghe bảo là tôi nghe cha sở của nhà thờ đó bảo là mùa này nước mặn nó tràn vào đất cho nên nó nhiễm mặn. Vì nó nhiễm mặn cho nên là bà con ở tại đây, tại giáo xứ Thánh Phaolô bà Từ, gọi là Thánh Phaolô bà Từ. Cái địa danh là như thế, địa danh là bà Từ. Và giáo dân ở tại giáo xứ Thánh Phaolô bà Từ này hầu như không trồng được rau cỏ gì cả, cho nên là ở đây chúng ta thì bị nhận giá một cách hết sức là rẻ, thậm chí là rẻ mạt. Còn ở những nơi như ở cái nơi mà nước mặn nhiễm vào, thấm vào đất kiểu đó, thì người ta lại không có cái rau để ăn, không có rau tươi để ăn, và rau khá đắt. Cho nên là chúng tôi sẽ có chuyến rau đêm nay tới với giáo xứ Thánh Phaolô bà Từ. Cha sở là Minh Phụng, là người mà trước đây đã tôi cũng cùng với ngài một có những chuyến giải cứu cam cho bà con ở miền Tây đó, thì nay chúng tôi đáp lại cái thịnh tình của ngài bằng một chuyến rau khoảng 5 tấn rau đi trong đêm nay đến với bà con giáo dân của giáo xứ Thánh Phaolô này. Xin anh chị em cũng cầu nguyện cho chuyến xe đêm nay đi được bình an, và xin Chúa ban cho chuyến xe tới nơi bà con cũng nhận được những một chút gì gọi là tấm lòng của anh chị em giáo dân giáo xứ Thánh Tuân để dành cho họ. Xin Chúa cũng ban cho tất cả mọi người ở các nơi, không chỉ ở Thánh Phaolô bà Từ hay ở Thánh Tuân, nhưng mà là ở các nơi, rồi mọi người đều có một cuộc sống yên bình, ổn định, một cuộc sống tràn ngập hạnh phúc, yêu thương, một cuộc sống làm sao để họ bớt lo những gì mà có thể là làm cho họ phải cay đắng khổ sở hơn, bớt đi những gánh nặng của cuộc sống hơn. Và hôm nay thì trời cũng mù, cho nên là anh chị em giáo dân của giáo xứ Thánh Tuân đi nhổ rau cũng khá khỏe khoắn hơn những ngày qua. Hôm nay thì họ đi khá khỏe hơn là bởi vì không có nắng, họ đỡ đổ mồ hôi. Họ về cũng vui tươi lắm thưa anh chị em. Họ đưa rau về và bây giờ rau đã đang chất lên xe đó. Tôi đứng ở xa cái chỗ chất rau lên xe, để một tí nữa tôi lại gần đó rồi tôi quay clip cho anh chị em. Tôi hôm nay tôi chia ra hai phần. Clip này là phần 1. Cái clip mà chất rau lên xe là phần 2. Hôm nay tôi cố tình làm cái clip dài dài hơn chút, đánh dấu cái ngày thứ hai của tuần thánh của chúng ta. Và cái tấm lòng của anh chị em giáo dân giáo xứ Thánh Tuân vẫn là như thế, vẫn muốn cho đi và vẫn muốn san sẻ, muốn chia sớt. Rồi đồng thời những anh chị em giáo dân phục vụ vẫn là niềm vui, vẫn là tiếng cười, vẫn là tiếng hát. Trong lúc có những khi phải mệt mỏi thì họ cất lên tiếng hát để cho nó bớt mệt mỏi. Như những cái clip trước anh chị em đã thấy đó, ai đã theo dõi những cái clip về những chuyến rau của giáo xứ Thánh Tuân thì chắc sẽ biết điều đó. Và tất cả những con người làm một cách nhiệt thành này, nó cũng mang lại năng lượng sống cho những người xung quanh, cũng mang lại sự tích cực cho những ai xem những cái clip mà giáo xứ chúng tôi đã đưa lên mạng. Tôi tin rằng những anh chị em với những niềm vui, với những tiếng cười, với những lời nói hồn nhiên, với những sự trêu ghẹo nhau, dù là mồ hôi, dù là vất vả, dù là mệt, và thậm chí lỗ lã do rau bị rẻ đi nữa, thì cũng mang lại những điều tốt lành cho những ai xem clip này, xem những cái clip mà anh chị em đã từng chứng kiến đó. Chắc chắn mang lại cho chúng ta những suy nghĩ tích cực, một cuộc sống tích cực, một niềm vui, và cho chúng ta thấy cuộc sống vẫn đáng yêu. Thôi bây giờ tôi xin ngừng cái phần 1 của clip ngày hôm nay ở đây. Hôm nay là thứ hai tuần thánh, ngày 3 tháng 4 năm 2023. Và bây giờ tôi sẽ đi đến
cái hội trường của giáo xứ, nơi mà chiếc xe đang đậu và mọi người đang chất rau lên xe, để anh chị em được chứng kiến hơn nha. Tôi xin kết thúc phần 1 ở đây và mời anh chị em sẽ xem phần thứ 2, chuyến rau được đưa tới giáo xứ Thánh Phaolô Bà Tồn ngày thứ 2 tuần thánh. Xin kính chúc tất cả chúng ta được đầy tràn ơn Chúa, được thấm nhuần tinh thần đức tin và nhất là thấm nhuần tinh thần bác ái, sự tương thân, sự chia sẻ, sự tương ái lẫn nhau trong cuộc sống. Và xin giúp cho tất, xin Chúa ban cho tất cả mọi người, nhờ có khi nhìn vào những cái clip và sự hồn nhiên của anh em giáo dân giáo xứ chúng tôi, anh chị em sẽ có những suy nghĩ tích cực này, cuộc sống tích cực này, bớt đi những phiền muộn này, bớt đi những gì là làm cho chúng ta có thể là cay đắng trong cuộc sống này. Tôi rất muốn được điều đó, tôi rất muốn mang lại những điều tích cực ấy, và anh em chúng tôi chắc chắn cũng vậy, và tôi nghĩ tất cả chúng ta cũng vậy. Thôi tôi nói đã nhiều rồi, nói kết thúc clip mà vẫn chưa kết thúc. Thôi bây giờ thật sự kết thúc phần 1 ở đây. Anh chị em chờ xem phần 2 của chuyến rau ngày thứ 2 tuần thánh, Ba Tây, tháng 4 năm 2023. Xin kính chào anh chị em và xin hẹn gặp lại nha.